Vâng, tới hôm nay Hội Quán Ngọc Hoa xin được vinh dự chào đón quý khách yêu. Lời đầu tiên xin gửi đến quý khách một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và một lời cảm ơn chân thành nhé. Và để mở màn chương trình ca nhạc tối hôm nay, xin mời tiếng hát của anh Đình Cơ.
xin cảm ơn quý vị rất nhiều.